Hello mọi người, đây là trái cây nhà mình trồng nè mọi người. Hôm nay mình sẽ hái vào nấu canh nha mọi người, nó rất là non. Hái không nó trổ bông rồi, thì mình nhét cái lá để về vô nấu canh. Ngon mọi người, rất ngon ha. Rất non mọi người. Vô nấu canh thịt tôm hoặc là có chả ram, quán chả ram cũng ngon nha mọi người. Nhìn non quá, sáng ra ngắm nhìn sướng mắt. Cho nên là không phân, không thuốc, nên là nhà trồng nên là có gì ăn nói nha mọi người, không cần phải cầu kỳ phun thuốc luôn, ra chợ bán là phải thuốc đợi. Rất non. Nhìn nó em thích luôn. Vườn rau nhà trồng này mọi người ơi. Rất ngon.